Vâng, hôm nay thì Patrick Lê Giang cũng quyết định là lên đóng vai là tiền đạo chăng? Quay! Đây là những phút cuối cùng của trận đấu và việc Patrick Lê Giang lên tham gia tấn công cũng là điều dễ hiểu. Vâng, Brandon Lucas đã có pha gỡ hòa 1-1 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Sửa chữa uống lớp Manto, ứng cái bụng, free dọc lâu. Hello, Vlog Ngoại Đường Viết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Chiều ngày hôm nay sẽ không có thông tin về đội tuyển Việt Nam đâu vì hai buổi tập liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chusse sẽ là những buổi tập kín và chính vì vậy mà báo chí sẽ không được tác nghiệp. May quá, Vlog Ngoại Đường Viết mình đang ở Sài Gòn và dĩ nhiên là khi nghe tin ngày hôm nay có trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước trên sân vận động quận 7 thì mình đã tranh thủ đến để ghi lại trận đấu giao hữu này và mang đến cho quý khán giả những cái thông tin thú vị trong lúc mà chúng ta cùng chờ xem là đội tuyển Việt Nam có những thông tin gì hay hay không nha. Còn bây giờ thì không để cho cả nhà phải chờ đợi lâu, Vlog Ngoài Đường Pitch sẽ vào để ghi lại những cái thước phim về trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước, một cuộc so tài của hai huấn luyện viên Vũ Tiến Thành và huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức. Let's go. Wow, chiếc xe của Trường Tươi Bình Phước chơi rất là chất chơi luôn. Để hẳn hình của huấn luyện viên Anh Đức ở trên xe luôn. Rất là chất chơi. Và ngay trước mặt mình đây là huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức. Còn ở đằng xa đây là hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Tươi Bình Phước. Theo như quan sát của mình thì cầu thủ mang áo số 23 chính là Hoàng Vĩnh Nguyên. Vĩnh Nguyên cũng chính là cầu thủ được câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đưa sang La Liga để học tập kinh nghiệm từ câu lạc bộ Cadiz. Và Vĩnh Nguyên cũng vừa mới trở về được một tuần. Vừa trở về và ngày hôm nay đã được huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tung vào sân trong trận đá giao hữu với câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia. Vào ngày 26 tháng 11 tới đây thì câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước sẽ có trận đấu ở cúp quốc gia gặp câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Trong khi đó thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 11 họ sẽ có trận đấu ở cúp quốc gia gặp câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Vâng, ngày hôm nay thì em tép để mái tóc khá lại. Ôi, một cơ hội rất là đáng tiếc bị bỏ lỡ. Vâng, theo những gì mà mình đang quan sát thì ngày hôm nay huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đang sử dụng lực lượng rất là mạnh. Chẳng hạn như Minh Tùng, Thanh Thảo, Patrick Lê Giang, Brandon Lucas. Hoàng Vĩnh Nguyên. Ngọc Long. Tùng Quốc.
Entep Timite, Hạ Long. Đẹp quá. Trường Tư Bình Phước đá khá hay. Lúc này thì tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Trường Tư Bình Phước. Và trận đấu đang diễn ra ở hiệp 2. Chúng ta cùng xem Vĩnh Nguyên chơi bóng nha. Theo chia sẻ của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành thì vẫn đang chờ đợi một tín hiệu tiếp theo từ phía câu lạc bộ Cadiz. Và trong trường hợp mà Vĩnh Nguyên có thể sang được đội bóng của Tây Ban Nha ở giai đoạn tiếp theo thì đây là một tín hiệu rất là vui cho bản thân của Vĩnh Nguyên. Một chút nữa thì mình sẽ phỏng vấn Vĩnh Nguyên. Thanh Thảo. Ngọc Long, Ngọc Long phối hợp cùng với Timite trả bóng về cho Ngọc Long. Ngày hôm qua thì Ngọc Long cũng đá trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Long An và góp một bàn thắng trong chiến thắng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước Long An với tỷ số là 4-1. Brandon Lucas, Hạ Long mất bóng rồi. Một pha chuyền bóng sai địa chỉ. Và Vĩnh Nguyên đã phải can thiệp ở giữa sân để giải nguy cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, tránh một tình huống phản công nhanh của câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước. Theo như quan sát của mình thì cầu thủ này Lục Xuân Hưng à? Vâng, cầu thủ mang áo số 5 Lục Xuân Hưng. Không biết là có chính xác hay không, tại vì mắt mình thì hơi cận và điện thoại của mình thì zoom không tới. Nhưng mà nhìn rất giống với Lục Xuân Hưng, cầu thủ mang áo số 5, đá ở vị trí trung vệ. Hay quá, một tình huống rất hay. Ngọc Long làm gì đây? Qua rồi, qua người rồi. Vâng, một pha bỏ lỡ đáng tiếc của các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn còn. Vâng, một pha băng vào đánh đầu của Ngô Tùng Quốc nhưng bóng đã đi ra ngoài. Vâng, vẫn không thể ghi được bàn thắng. Lúc này thì sức ép đang liên tục diễn ra bên phần sân của Trường Tư Bình Phước. Huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức đã có sự thay đổi người. Lên.
xin được chia sẻ cùng với quý khán giả là sau 4 vòng đấu thì câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 6 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức vẫn bất bại nhưng hòa khá nhiều. Và chính vì vậy mà ở giai đoạn tiếp theo này Trường Tư Bình Phước sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong cuộc đua giành quyền lên chơi ở giải V-League Hoàng Vĩnh Nguyên. Bóng đã được trả về cho Patrick Lê Giang, Ngô Tùng Quốc, Văn Kiên. Một pha tấn công rất nhanh của Trường Tư Bình Phước, một pha phản công rất nhanh và Brandon Lucas đã buộc phải chấp nhận nhận thẻ vàng để ngăn cản đối thủ có thể tấn công về phía khung thành của Patrick Lê Giang. Hello anh. Vâng, như vậy là đúng rồi. Cầu thủ mang áo số 5 của câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước chính là Lục Xuân Hưng, một trung vệ quen thuộc, một pha dứt điểm rất nguy hiểm buộc và Patrick Lê Giang phải đấm bóng cản phá. Đây là Hoàng Minh Tâm, cựu đội trưởng của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Minh Tâm vừa chia tay đội bóng quê hương để chuyển đến thi đấu cho Trường Tư Bình Phước ở mùa giải hạng nhất năm nay. Theo lời mời của huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức, một tình huống phản công rất nhanh. Kiên, Vĩnh Nguyên truyền cho Tùng Quốc. Một pha đánh đầu của, xin lỗi, không phải là của Tùng Quốc. Một pha đánh đầu rất nguy hiểm nhưng thủ môn của câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước đã cản phá. Và đến lượt Patrick Lê Giang cũng vừa mới có một tình huống băng lên để cứu nguy cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn là Vĩnh Nguyên. Patrick Lê Giang đã khống chế thành công. Hạ Long, Vĩnh Nguyên, Ngọc Long, Entep, Entep, Entep phối hợp cùng Ngọc Long, vẫn là Entep, không qua được hàng phòng ngự của câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước. Minh Tùng, Lucas, Hạ Long, Văn Kiên, Tùng Quốc. Mất bóng rồi, rất nhanh. Lucas đã giải nguy. Minh Tùng, bên này là Thanh Thảo, Thanh Thảo phối hợp cùng với Ngọc Long, Entep rất hay. Ngọc Long, Ngọc Long đang đột phá, một tình huống mà Ngọc Long chủ động lao vào trung vệ của câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước. Lục Xuân Hưng, một người con của bóng đá Thanh Hóa.
Hoàng Vĩnh Nguyên, Ngọc Long. Đường truyền không chính xác của Ngọc Long, tuy nhiên là bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Thảo mở bóng ra cho Ngô Tùng Quốc. Đây mới là Tùng Quốc, xin lỗi. Hạ Long đang tranh chấp. Làm gì đây? Tài ơi, ưu tiên cái gì giữa tài? Nguy hiểm quá. Vâng, một cú sút rất căng. Một cú sút rất căng của cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Ngọc Long là người sẽ thực hiện tình huống đá phạt góc cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, hôm nay thì Patrick Lê Giang cũng quyết định là lên đóng vai là tiền đạo chăng? Quay! Đây là những phút cuối cùng của trận đấu và việc Patrick Lê Giang lên tham gia tấn công cũng là điều dễ hiểu. Vâng, Brandon Lucas đã có pha gỡ hòa 1-1 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự xuất hiện của Patrick Lê Giang ở trong vòng cấm địa thì hàng phòng ngự của trường Tư Bình Phước tỏ ra bối rối. Và Brandon Lucas đã tranh thủ chớp cơ hội gỡ hòa 1-1 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Liệu sẽ có thêm bàn thắng nào ở những phút cuối trận hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Rất có thể trận đấu sẽ có kết quả hòa. Không có gì xảy ra. Lục Xuân Hưng. Tranh chấp rất quyết liệt. Một trận giao hữu nhưng tính chất chuyên môn rất cao. Việc câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày đã giao hữu 2 trận cho thấy huấn luyện viên Vũ Tiến Thành rất muốn các cầu thủ họ duy trì được cái cảm giác bóng tốt, bởi vì cũng chỉ còn 10 ngày nữa thôi thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ quay trở lại với guồng quay của bóng đá quốc nội, với trận đấu gặp câu lạc bộ BKMX Bình Dương ở lượt trận đầu tiên của cúp quốc gia, và sau đó sẽ là những trận đấu ở sân chơi V-League bắt đầu từ vòng 4 cho đến vòng 8. Ôi, một pha đánh bóng đánh đầu về của Thanh Thảo. Nhìn từ góc nhìn này thì khá là thoát tim. Ngọc Long vừa mới có một pha đánh đầu phối hợp cùng với Hoàng Vĩnh Nguyên. Entep. Không phạt.
Vâng, như vậy là trọng tài đã thổi còi khép lại trận giao hữu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước. Kết quả chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số là 1-1. Một trận so tài hay và hấp dẫn. Và Brandon Lucas là người ghi bàn gỡ hòa cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ sử dụng cả ba tây và cầu thủ gốc Việt và chiếc Lê Giang. Cầu thủ hai đội đang tranh thủ bắt tay chúc mừng một trận đấu hay của cả hai đội. Đây là Hoàng Vĩnh Nguyên. Và Hoàng Vĩnh Nguyên. Hoàng Vĩnh Nguyên gặp lại người thầy anh Đức. Vừa là người thầy vừa là người anh. Nguyên ơi, chút nữa anh phỏng vấn xíu hay. Để anh hỏi anh Thành cho. Đợi xíu đi. Lâu quá không gặp. You know why I want to go there? Kill everybody and we score. Anh Thành, chúc em phỏng vấn Nguyên một xíu nha. Dạ. Nguyên ơi, Nguyên anh Thành ok nha. Vâng, như vậy là phần tác nghiệp của Vlog ngoài đường pit ở trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước vào chiều ngày hôm nay 18 tháng 11 năm 2023 cũng đã khép lại tại đây. Kết quả hai đội hòa nhau 1-1, có thể nói là huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức hài lòng với những gì mà các học trò thể hiện. Trong khi đó thì ngày hôm nay các cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh họ thi đấu cũng khá là cầm chừng và vì vậy mà cái kết quả đạt được là không tốt lắm. Dù sao thì huấn luyện viên Vũ Tiến Thành vẫn còn thời gian để mà điều chỉnh cũng như là khích lệ tinh thần toàn đội để tiếp tục hướng tới cái giải đấu quốc nội sẽ diễn ra sau đây khoảng 10 ngày nữa với cuộc đối đầu gặp câu lạc bộ BKMX Bình Dương ở vòng 1 của Cúp Quốc gia 2023-2024. Vlog ngoài đường pit rất là cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để theo dõi phần tác nghiệp của mình vào ngày hôm nay. Và nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho mình xin một like, share và subscribe cho kênh. Xin cảm ơn Lop Manto đã đồng hành cùng mình trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Bây giờ thì xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye. Sữa chua uống lớp Manto, ứng cái bụng, free your flow.